Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi muốn nói về chủ đề tourbillon. Tourbillon là gì? Tourbillon có tác dụng như thế nào? Và có những loại tourbillon nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Trên tay tôi là hai chiếc đồng hồ tourbillon. Bên tay trái là chiếc Corum Admiral Cup, bên tay phải là Ferrex Constant. Hai chiếc đồng hồ này thì có hai thiết kế tourbillon khá là khác biệt. Bạn có thể để ý ở đây. Chiếc Corum thì bánh xe cân bằng được đặt lệch về một bên và kích thước bé hơn một chút. Trong khi đó thì chiếc Ferrex Constant thì lại có bánh xe cân bằng lớn hơn và đặt ở trung tâm. Và thiết kế của Ferrex Constant là thiết kế gốc của Abraham Louis Breguet. Trong khi đó thì thiết kế của Corum này là thiết kế mới. Và thiết kế này có điểm gì khác biệt nhau? Thứ nhất là về độ dày. Thiết kế gốc thì sẽ dày hơn thiết kế mới, có nghĩa thiết kế trục trung tâm này sẽ dày hơn thiết kế lệch trục này một chút. Nhưng mà bù lại thì cái bánh xe cân bằng lớn này sẽ cho cái dao độ biên động ổn định hơn, và từ đó chiếc đồng hồ sẽ chính xác hơn. Còn bên này thì chúng ta có được vẻ đẹp. Còn thiết kế lệch trục như thế này thì có vẻ ngoài khá là ấn tượng và khác hơn nhiều so với thiết kế truyền thống. Có những người thì nhìn vào cái thiết kế bánh xe cân bằng như này thì họ bảo đây là flying tourbillon. Thực chất là không phải. Flying tourbillon là gì? Flying tourbillon đơn thuần là tourbillon, nhưng mà thay vì hai cầu nối ở trên và ở dưới thì nó chỉ có cầu nối ở dưới thôi. Chúng ta sẽ không có cầu nối này ở vị trí này. Còn ở đây cả hai chiếc đồng hồ đều có cầu nối ở trên và ở dưới, thì đây là tourbillon thông thường. Phần ngoài tourbillon một trục như thế này thì chúng ta có một số trường hợp khác là tourbillon hai trục, tourbillon ba trục. Vậy những thiết kế này thì khá đặc biệt và cực kỳ phức tạp, và chỉ có những trong những siêu phẩm của những thương hiệu nổi tiếng mà thôi. Thực tế thì tourbillon thông thường cũng đã đủ phức tạp và đắt tiền rồi. Và ngoài tourbillon thì chúng ta có một thiết kế khác có cùng chức năng và có thiết kế gần giống tourbillon, đó chính là carousel. Về cơ bản thì carousel có chức năng giống hệt và có nhiệm vụ giống hệt tourbillon, đó chính là làm cho cái bộ dao động và bộ thoát xoay xung quanh một vòng tròn. Điều này sẽ làm triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực, và trên lý thuyết thì làm cho chiếc đồng hồ chạy chính xác hơn. Vâng, thực tế thì chứng minh rằng tourbillon không ảnh hưởng nhiều tới độ chính xác của chiếc đồng hồ. Và độ chính xác chiếc đồng hồ sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái dao động của bánh xe cân bằng hay là độ chính xác của từng bánh răng hơn. Nếu đúng ra thì tourbillon chỉ là cái kỹ thuật để phô diễn khả năng chế tác của người thợ đồng hồ mà thôi. Chứ về tính hữu dụng thì nó thực sự là không cao. Nhưng bù lại nó rất là đẹp. Vâng, có điểm khác biệt lớn nhất giữa tourbillon và carousel là gì? Tourbillon thì chỉ có một cái hệ thống bánh răng duy nhất và cung cấp năng lượng cho bộ thoát. Và chính từ cái bộ thoát này nó sẽ điều hòa năng lượng làm cho cả cái lồng này nó quay xung quanh một trục. Còn carousel thì khác biệt ở chỗ là nó có hai hệ thống bánh răng. Một để cung cấp cho bộ thoát và một để cung cấp làm cho cái lồng này nó quay. Nhưng mà về cơ bản thì cả hai cái đều có tính năng giống hệt nhau. Và trên lý thuyết là làm tăng độ chính xác trên đồng hồ mà thôi. Còn làm thế nào để cái bộ thoát này điều hòa được tốc độ xoay xung quanh cái vòng tròn này? Thì các bạn có thể để ý đằng sau chiếc Corum chúng ta có một bánh răng rất là nhỏ đang quay xung quanh một cái bánh răng đứng yên. Vâng, chính cái hoạt động của bánh xe gai sẽ làm quay cái bánh răng nhỏ này. Và việc quay bánh răng nhỏ sẽ quay xung quanh cái bánh răng đứng yên bên ngoài và làm cho cái lực cản cái lồng này nó quay. Còn ở chiếc Ferrex Constant thì chúng ta bị che mất rồi và không thể thấy chi tiết này. Vâng, với video này thì tôi chỉ nói ngắn gọn về tourbillon và một số thông tin liên quan đến tourbillon mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, và chúng ta sẽ tìm hiểu về những cơ chế khác của chiếc đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại.